Chào mừng các bạn đến với channel The Tiny Talk. Hôm nay chúng ta sẽ đến với lá số 16 là lá The Tower nha. Trong cái chuỗi ý nghĩa biểu tượng của 78 lá bài Tarot thì hôm nay là lá số 16 này thì cũng là lá hot không kém hai lá Death và lá The Devil. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào lá The Tower nha. Một tia sét đánh vào đỉnh một tòa tháp và nó đang bắt đầu sụp đổ. Chiếc vương miện bị thổi bay khỏi đỉnh tháp và có hai người đang rơi xuống những phiến đá bên dưới. Từ đỉnh tháp tới chân tháp có một ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội. Tia sét tượng trưng cho sự phẫn nộ và sự hủy diệt, nhưng đồng thời bản thân nó cũng là sự trù phú và nguồn cảm hứng. Nó là một thông điệp quan trọng, bắt buộc chúng ta phải có sự lưu tâm đến thực tế xung quanh mình. Một cái nhìn xuyên suốt để bản thân chúng ta có thể tránh khỏi các mâu thuẫn. Tia sét biểu hiện một sự thay đổi đột ngột trong cái cách mà chúng ta đang sống. Điều này vừa mang tính hủy diệt, vừa mang đến một sự thay đổi tích cực. Trong đạo Hindu và đạo Phật, người ta cho rằng khi một tia sét hình kim cương xuất hiện thì việc đó báo hiệu rằng những thế lực hủy diệt và sáng tạo đang tuyệt diệt các ảo ảnh và những điều sai trái để những điều tốt đẹp chiếm được ưu thế. Trong thần thoại châu Phi, Jive là một vị thần lôi trẻ tuổi ở Chahomi và ngài được cho là đã sử dụng tia sét làm vũ khí để tiêu diệt những kẻ sai trái. Thần có quyền làm điều này và bất kỳ ai chạm vào những kẻ bị sét đánh như vậy cũng đều có kết cục tương tự. Chiếc vương miện bị đánh bật ra ngoài cho thấy chúng ta đã mất đi sức mạnh, uy quyền, địa vị và sự công nhận. Nó nói rằng chúng ta cần phải cẩn thận suy xét nguyên nhân của vấn đề, sau đó nhìn vào thành tựu trong đời để có thể bắt tay xây dựng lại từ đầu. Hình ảnh hai người đang rơi đó bao gồm một nam một nữ, nó đại diện cho sự mâu thuẫn trong suy nghĩ và hành động để rồi dẫn đến kết cục là mất kiểm soát. Lúc đó chúng ta không có việc gì khác ngoài chuyện hy vọng điều tốt đẹp nhất. Ngọn lửa bùng cháy, đó là biểu tượng cho mức độ kiểm soát của chúng ta trong một tình huống hoặc một mối quan hệ. Tuy nhiên, ngọn lửa này đã mất kiểm soát và nó nói rằng chúng ta thiếu đi sự ràng buộc, chúng ta sợ hãi về một tình huống đầy khó khăn trong đời. Ngọn lửa đó đang lấn át hoặc có nhiều hậu quả khôn lường. Nó chỉ ra rằng nhiều thay đổi đã bị trì trệ quá lâu. Một ngọn lửa có thể ám chỉ một cách nghĩ căn bản khi chúng ta nhận ra rằng chúng ta không thể tiếp tục dùng cách thức cũ và những gì không còn dùng nữa phải bị bỏ đi. The Tower là cảnh báo đầu tiên cho việc xây dựng một tòa nhà. Nó nói về sự thay đổi đột ngột, những sự kiện không mong đợi hoặc các điều kiện mang tính hủy diệt. Những điều này có thể xảy ra trong công việc kinh doanh hoặc các vấn đề về tài chính, sự chia cắt hoặc ly dị, sự mâu thuẫn, sự tự ti hoặc không còn tin tưởng thế giới này nữa. Nó đại diện cho những trường hợp và tình huống ngăn chặn sự phát triển của chúng ta. Lá bài này biểu tượng cho những gì có thể trở thành cơn ác mộng tồi tệ nhất đối với chúng ta. Và nó cũng là một tiếng gọi thức tỉnh. Nó là một lời cảnh báo chống lại sự hư ảo, lòng kiêu căng, ngạo nghễ. Và thậm chí là chúng ta từ chối chấp nhận các vấn đề mặc dù sự thật đã rành rành ngay trước mắt. Sau đó chúng ta ngồi trong tòa tháp nhà của mình. The Tower lại đại diện cho khát vọng, chạm đến thiên đường của con người. Và đó là cái hết cái ý nghĩa của lá The Tower, ý nghĩa biểu tượng nha các bạn. Còn nếu như mà các bạn muốn đọc cái ý nghĩa của lá The Tower thì các bạn có thể lên trang tarot.vn để mà các bạn đọc cái ý nghĩa của nó nha. Và những cái điều nhọc nhằn ở phía bên dưới thì mình sẽ để đường link ở dưới phần miêu tả để cho các bạn có thể vô cái đường link đó và các bạn đọc cái lá này ở những cái phần trừu tượng hơn nha. Và hết cái ý nghĩa của lá The Tower cũng là hết cái chủ đề của video ngày hôm nay rồi. Nếu như các bạn có đóng góp ý kiến hoặc muốn mình làm chủ đề nào khác hay hơn về Tarot thì các bạn có thể đóng góp dưới phần comment nha. Còn nếu như các bạn thấy hay và hữu ích, hãy like, share và subscribe kênh của mình. Đó là nguồn động lực để mình làm ra những video hay hơn. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm đến kênh của mình. Xin chào, tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại.